Giàn sao hoa ngữ đổ bộ lễ khai mạc Kim Kê, Bách Hoa, Châu Đông Vũ gây sốt với thần thái chuẩn tam kim ảnh hậu. Netizen mê mẩn trước tạo hình của loạt minh tinh hoa ngữ khi tham dự lễ khai mạc giải Kim Kê lần thứ 35. Tối ngày 10 tháng 11, lễ khai mạc giải thưởng Kim Kê, Bách Hoa lần thứ 35 đã được diễn ra tại Hạ Môn, Trung Quốc. Hàng loạt những nghệ sĩ đình đám đều quy tụ lại, cùng nhau tham gia sự kiện hoành tráng này. Nổi bật nhất phải kể đến như Châu Đông Vũ, Ngô Kinh, Chu Nhất Long, Đỗ Giang trong số những khách mời hôm nay có người là diễn viên gạo cội của màn ảnh hoa ngữ cũng có người là minh tinh trẻ đầy tiềm năng thuộc giàn sao khi ít thế hệ mới cùng nhìn lại tạo hình vừa sang trọng lại vô cùng thời thượng của họ trong sự kiện này nhé